Vâng, trận đấu diễn ra trên map Belchi Beach, game đầu tiên giữa Berserker và Sai. Berserker xuất phát ở góc trên bên tay trái là Protoss màu tím, còn phía dưới bên tay phải là Sai, Terran màu hồng. Vâng, cả hai đều có những màu trông rất là hơi khó nhìn. Vâng, hiện nay thì Trên map Belchi Beach này thì Terran ở trên cái map Belchi Beach phiên bản cũ không thể win in bằng chỉ một depot là một barracks. vâng, và phiên bản mới thì hiện nay đã có thể win in bằng một một barrack và một depot rồi. Như vậy Sai sẽ xây depot ở phía sau, phía trong nhà mình chứ không phải xây ở ngoài để win in. Trong Vâng. matchup PvP có lẽ điều này cũng khá bình thường. Có vẻ như từ phía bơ thì anh ấy sẽ xây gate chứ không next support. Bơ là một player khá liều trong cái matchup PvT này. Có lẽ là do anh ấy tự tin vào khả năng về trong cái matchup này. Vâng, Bơ cho con trên trên Rob cái map Scan. bên Cbiz này thì em nhớ nhất có một cái kỷ niệm khá là vui khi mà trong một trận TBT ở đây, như là anh đánh với Sô Cô La thì phải. Con SCV của Sô Cô La thì bị cái depot ở phía ngoài, và một cái react à một cái tech lab làm nó bị kẹt ở giữa Vâng. và không thể nào thoát ra được. Vâng, anh cũng cát trận đấy, đó là trận không nhớ là của ai, rất là buồn cười. Vâng, rất là buồn cười cái pha đấy. SCV của Sai cũng đã đi scout. Ở nhà mình thì anh ấy đã up Orbital Command, có lẽ là on rest expand và một deport. Vâng, về phía Protoss thì cũng đang opening rất bình thường thôi. Chronoboost liên tục vào Nexus để Để trên probe. tăng income cho mình. Và có lẽ sẽ hai bên đều đánh fast expand rồi, sẽ là một macro game cho chúng ta. Probe của Bơ thì đã dừng lại ở Xel'Naga Tower. Còn SCV thì vẫn chưa có dấu hiệu nào rời khỏi đây cả. Có vẻ như Sai vừa xong còn đã nỗ lực vẽ được trái tim thì phải. Nhưng trái Vâng, tim hơi gồ ghề góc cạnh. Sai luôn cố gắng vẽ những trái tim nhưng mà có vẻ như anh ấy forever alone rồi. Vâng. Nexus đã được đặt xuống cho Bơ. Vâng, ở phía Sai thì một bunker vào tầm 4 phút. Vâng, rất là cẩn thận. Nên xây như thế này thì khi mà con Stalker sang nơi thì cũng vừa xong cái bunker rồi. Con Stalker sắp xuất hiện, nếu như mà Sai không kéo SCV về ngay rất có thể sẽ bị Stalker tiêu diệt. Vâng, ở phía Protoss thì đã ăn gà 2. Và có lẽ anh sẽ đặt hai gate nữa và thực hiện một pha 3 gate pressure. Có vẻ như Sai vừa xong đã dùng SCV tiêu diệt một con có thể nói scan TPD trên bản đồ ngay cạnh cái Nexus này. Không biết Có phải là con Automaton 2000 không? không, nó là con nhìn của con Z. Stalker của Bơ chắc chắn sẽ tiêu diệt con SCV này rồi. Messi đã bỏ mạng rồi. Ở phía nhà Terran thì đều ăn hai ga rồi. Sẽ là một build rất bình thường, rất rất bình thường cho Terran. Con Rex Expand nếu mà chuẩn hóa ra thì có lẽ là Ôi. Vâng. gì vậy? Bơ vừa làm pha mid micro và kéo tất cả chỗ probe đi. Em lại cứ tưởng là anh ấy định only một Odin. probe chăng. Vâng. Rất là giật mình. Bơ đã pau game một chút, không biết anh ấy có nỗi niềm gì. Check qua stream thì có vẻ ổn.
Từ phía Tehran có vẻ như là sau khi có 25 ga anh ấy sẽ đặt cái tech lab lên Varex này ngay. Đấy là một cái build thông thường của OneRack Extend từ phía Tehran. Không biết là sai có đánh như vậy hay không, hay là có ý đồ gì khác biệt. Bơ vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Có vẻ như không phải là 3 gate presser mà mới chỉ có 2 gate cho bơ. Vâng, có lẽ là anh ấy đang đang probe up nên là chưa chưa đặt ngay cái thứ ba của mình xuống. Nhưng thường thì khi mà Proto xây xong next và ăn ga thứ hai thì sẽ thường là ba gate presser bằng rất là nhiều Senchi và Zilot. Sau đấy cố gắng phá những cái băng cơ bên ngoài và đợt áp tiếp theo sẽ chỉ gồm Stalker thôi. Stalker thì sẽ cai chết được Zilot. Stalker cai được Marine sợi Zealot. Vâng, cai được Marine. Và có vẻ như là cái build này, cái 3 gate presser nếu mà micro được thì cũng rất là mạnh. Bởi vì hình như trên một game MC đã tiêu diệt một Terran bằng chỉ bằng 3 gate presser mà. Vâng, đấy là trận trong giải MLG Winter Arena giữa OGS MC à, SK MC với OGS ông ấy với STC thôi, không nhớ là rõ là thuộc team nào nữa. Thì trận đấy trên map Sakura Petal thì MC dùng đúng một phát 3 gate presser thôi là STC không đỡ nổi đi luôn. Và sau khi ba gate presser này thì Protoss sẽ tiếp tục lên 6 gate cùng với cả Colossus và sẽ làm một đợt timing push tiếp theo vào tầm 11 đến 12 phút gì đó. Và nếu Terran mà không nắm được timing cũng như là cái việc đối cái việc build của đối phương như vậy thì sẽ rất khó đỡ. Vì thường Protoss hiện nay mà đánh sẽ thường tham minh hai Colossus rất là khỏe, hoặc là nếu mà muốn đánh một macro game dài hơi thì sẽ lên nhiều gate và sử dụng Zilord, Archon, HT, hai Templar. Và bơ sách cơ vẫn chưa thấy anh ấy đâu cả, pau game rất là lâu rồi. Có lẽ chúng ta nên liên lạc với anh ấy thì hơn, không nên để sai chờ đợi như này. Vâng, cuối cùng bơ cũng quay lại. Vâng, trận đấu đã tiếp tục và hiện nay thì đã đủ hơn 25k rồi mà Sai vẫn chưa hề là thống tech lab của mình. Vâng, Có lẽ là ghế thứ ba cho bơ rồi. đã có cái thứ ba vào Stalker Twilight vừa Council. Vâng, Đây Stalker vừa lao lên để quan sát và đã nhìn thấy băng cơ với 6 Marine, 2 Marine ngoài và 3 Marine trong băng cơ. Engineering Bay và Tech Lab cho Sai. Như vậy là anh ấy sẽ có vẻ như Sai đánh cái build này thực ra là có thể nói là cái player đánh build này chuẩn nhất của SS thì phải. Một rank expand cực kỳ chuẩn. Right expense. Berserker đã xây một cái proxy pylon ở góc 3 giờ. Như vậy chắc chắn một pha pressure từ phía anh ấy, thì không biết anh ấy thực hiện như thế nào. Vâng, Vâng, một thực ra Marine. thì vâng. Protoss đã quyết định đặt xuống một cái Darkscry sẽ là DT. Và con Marine đã nhìn thấy cái pylon rồi. Vâng. Tuy nhiên là nó lại không có phản ứng gì cả. Darkscry. Như vậy là DT sẽ có mặt trong trận đấu này, nhưng mà với hai orbital comment, liệu là Sai có để lại
đủ energy để scan hay không. Vừa có 50 energy, liệu anh có thả mưu? Vâng, giữ lại. Vâng, thường thì Terran đến 8 phút 30 này. Vâng, đã một pha scan và thấy rất nhiều gate, 5 cái gate. Vâng, như vậy là từ phía side cũng không thể thấy được cái Dark Shrine này. Ở vị trí cái map Belchibit có một vị trí mỏm đá ở phía sau base mỗi nhà, khá là khó phát hiện nếu như Vâng, hiện chỉ scan mà thôi. hiện nay có vẻ như Sai đã quên mất cái pylon mình vừa phát hiện ra rồi. Vâng, thấy đối phương như vậy thì nếu có proxy pylon thì một là nên phá, hai là nên xây thêm bunker thì hơn. Ồ, vâng, vừa nãy Sai đã phải thả một extra supply. Vâng, Như có vậy vẻ là như anh supply kép quá. không còn energy scan trong ngắn hạn nữa. Hiện giờ cái Dark Shrine có vẻ đã hoàn thành. Vâng, và hiện nay thì Steam cùng Combat Shield và Attack cộng một Attack cho Terran chuẩn bị xong rồi. Vâng, xếp hàng rất là đẹp. Vâng, một timing rất là chuẩn. Nhưng Sai lại không tận dụng để tấn công mà anh vẫn ở nhà. Có lẽ anh ấy sẽ đợi 2 medivac. Vâng, sẽ là đợi 2 medivac rồi. 3DT, 4DT. Nhưng mà hiện nay chỉ có 2DT đang chạy vào thôi. Vâng, Không thêm biết hai là con nữa sai cái gì sẽ hay có không. lẽ là hai con chạy vào main bay. Thực ra việc DT thì nên chia ra càng nhiều càng tốt, bởi vì vâng không hề warn in như này thì bơ sẽ khá bá đạo, rất rất bá đạo. Một pha scan và Vâng, đã hai một con pha DT ở scan và ngoài, 2DT bị chết rồi. nhưng vẫn còn hai DT ở phía trong. Và hiện nay thì energy đang không đủ cho sai rồi. 13 Đúng, Walker King rồi. 15 15 Walker King, 16, 17. 17 rồi. Rất là nhanh. Vâng, một chém của Dark Templar là SCV đã bị tiêu diệt rồi. Bơ lại một lần nữa dừng trận đấu lại. Và với việc mà không đủ energy scan thì hiện giờ ở mỏ 2 thì Sai cũng phải xây rất nhiều turret lên. Chúng ta có lẽ là nên yêu cầu Berserker trước khi pause game phải có lý do đàng hoàng, chứ như này thì khán giả chờ đợi rất là mỏi cổ hai lần trong một trận đấu rồi. Cuối cùng cũng Trận đấu quay là lại. tiếp tục. Đã có một pha scan. Đang đủ energy cho một pha scan rồi. Và DT đang cố gắng tiêu diệt nốt cái tích lát. Một pha mid scan. Ồ vâng. Anh lại scan. Scan cạnh turret làm gì? Rất khó Vâng. hiểu. Hai DT đã giấu phía sau. Và hiện nay thì Sai không hề xây thêm một cái turret nào phía ngoài. À không, đã có một turret nhưng mà có vẻ như không, bunker sẽ không thể là bắn ngay lập tức được khi mà cái hai con DT chạy qua. Như vậy là hiện giờ thì Terran chúng ta đang rất bi hài về số lượng Walker. Cả cái tech lab của anh cũng vừa bị phá và bây giờ anh không thể make hai Marauder một lúc một fast Vâng, scan một được. pha scan. Và Steam nữa. Hiện Ngược. nay thì Protoss đã bắt đầu ăn mỏ 3, nhưng mà tuy nhiên là việc này là nếu mà Terran bây giờ mà push luôn là sẽ mạnh.
chiến thắng ngay lập tức đây. 5 con DT, một con sẽ đem đi harass và hai con có lẽ hóa thành Atron. Hai con Atron. Bốn con DT đã biến thành Atron rồi. Vẫn còn một con Dark Templar nữa. Có lẽ sẽ đi chiếm xe Naga Tower mà thôi. Và không unit nào có thể chiếm xe Naga Tower bá đạo như DT, bởi vì cứ chiếm là nếu không để ý thì ví dụ bạn cho một Marine ra, nếu mà bạn không để ý thì chắc chắn là Marine đấy sẽ bị chém chết ngay lập tức. Và Vâng, Sai sẽ thực hiện một pha push đáp trả ngay lập tức. Anh ấy nên thực hiện ngay lập tức ngay bây giờ. vâng, với upgrade 1-1 hiện tại thì cực kỳ lợi hại. Vâng, cực kỳ khỏe. Và hiện nay thì bên Protoss thì vẫn chưa có một cái gì cả. Chỉ có Zilot và Atom cùng Senchi thôi. Sẽ không thể nào đỡ được cái đội MMM đông đảo này được. Vâng, nhưng Zilot đã có Vâng, hai chat, bên đã có làm đủ đúng hay rồi, không? Sai, Team go. rồi. Zilot đang bao vây lấy Marine Marauder. Vâng, không nên đứng yên như thế này. Phải Amu luôn. Và Hit and Run. Vâng, một pha scan nữa. Rất cẩn thận. Nhưng số lượng Marine Marauder còn khá ít. Và thêm Stalker Zilot đã lao ra. Còn DT liệu có quay ra lót đường? Không, DT đang hold position ở cạnh cái Senega Tower rồi. Vâng, đợt push thất bại của Sai rồi. Vị trí combat vừa xong ấy cực cực kỳ bất lợi. Bởi vì cứ bị dồn vào tường như vậy thì không thể di chuyển đi đâu được. Atron cứ thế mà tấn công với tấn công lan, còn Zilot cứ thế mà thoải mái chém. Vâng, hiện nay Storm đã được bắt đầu upgrade. Và ba con hai Templar đã được mob sẵn ra rồi. Warp sẵn ra rồi. Về Walker, vâng. Proto đang vượt trội hẳn Walker, 71 con Walker. Còn Terra thì chỉ có 47 thôi. Rất nhiều Proto được chơi liên tục ra. Terran vẫn liên tục trên Medivac và upgrade cộng 2 22 đang được bắt đầu. Cộng 2 giáp, cộng 2 attack. Có vẻ như là Sai vẫn đang khá là ổn, nhưng theo tôi thấy thì anh ấy nên tiến hành drop ngay, bởi vì nếu cứ như thế này thì anh ấy bị B2 rất nhiều sau Vâng. khi bị harass. Không nên đua kinh tế khi mình đang bị B2 như thế này. Mình đã bị harass bằng những cái unit tech như DT thì nên đáp trả ngay thôi, chứ không nên tiếp tục macro như thế này. Một con DT nữa được đem đi check mỏ 3. Một Marine của Sai đi scout và Vâng. vâng, 5 anh ấy đã Edibug. thấy rất nhiều hai Templar. Cái việc scout bằng một Marine cực kỳ hữu ích, bởi vì bạn chỉ tốn có một ít quân mà thôi. Vâng, con DT đã nhìn thấy ba con Medivac rồi. Liệu ở nhà mình bơ sẽ xử lý như nào đây? DT cố gắng đuổi theo Medivac. Ồ, vâng, nhưng mà Bơ lại quyết định warp Zilot ra bên ngoài. Có vẻ như anh không nhìn thấy ba con Medivac này rồi. Ba con Medivac này vào sẽ gây được rất nhiều thiệt hại và không chừng sẽ phá được cái Templar Archive này. Vâng, và cái Fork nữa. Thực ra Templar AK vẫn upgrade 22 sắp hoàn thành. Hoàn thành rồi. Đây là một cái timing cực kỳ tốt, cực kỳ hoàn hảo cho Sai. Và bây giờ thì cuối cùng thì Sa Bơ đã phải rút Stalker vào trong. Vâng, và rất nhiều DT được warp ra. Liệu anh có scan không? Anh ấy quyết định Bơ phá Nexus. không scan thì 6 7 con DT này sẽ làm Anh liệu có tự đặt câu hỏi tại sao chạy quân mình chết nhanh đến thế không? gọi. Và bây giờ thì Bây vâng, giờ một mới pha có scan. Vâng, scan. rất là vui thích. Và ma ba Medivac đã bị dọn dẹp. Nhưng đợt drop vừa xong chỉ có một thành công nho nhỏ, đó là tiêu diệt được hai cái Fork đang upgrade. Vâng, hiện nay thì Terran đang phải thi đấu với Protoss trong tình cảnh 2 bay đánh 4 bay. Nếu mà anh ấy win được trận này thì sẽ rất là đi vào lịch sử đấy. Tuy nhiên là anh ấy đã có Orbital Command, hoàn toàn thể bay ra mỏ 3 ngay. Nên bay ra mỏ 3 ngay, và liệu có thể ăn mỏ vàng ngay ngay hay không? Bơ macro khá tốt, hiện giờ anh ấy có tới 80 probe. Vâng, Nhưng và Proton đã quyết định xây lại cái à đã quyết định xây robotic bay và có lẽ sẽ take lên
Colossus sẽ là một Templar Archive được xây nữa. Vâng, xây lại cả Templar Archive, vừa xong cái Templar Archive đã bị phá. Mỏ 1 của Bơ đã hết, 200/200 farm cho anh ấy rồi. Vâng, hiện nay thì anh ấy đang có hiện nay là 12 cái gate. Vâng, mass drop từ phía 13. Sai, anh ấy đã kéo tới 4 medivac đi drop và có lẽ cái mỏ 4 này sẽ bị sập ngay bây giờ. Vâng, có hạ cánh ngay hay không? Nhảy dù, nhảy dù. Vâng, hạ cánh rồi. Vâng, lính Mỹ nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Cái Nexus chắc chắn sẽ bị phá. Đó, chắc chắn là sẽ bị phá rồi. Hiện nay thì Bơ đã quyết định bỏ mỏ 4 và quyết định tấn công. Sẽ attack ngay, nó sẽ là một quyết định rất chính xác. Khi mà đối phương drop lên này thì quân phòng thủ ở nhà sẽ rất là mỏng. Nhưng mà HT của Bơ lại đang... Ồ, tuy nhiên là rất nhiều probe đang tiến về mỏ 4 này. Và sai lại bay đi mất rồi. Bơ đã tỉnh táo và đã lùi về. Medivac lại nhấc lên. Sai có vẻ như là chưa phát hiện ra đợt push từ phía Bơ thì phải. Vâng, và... đợt push này sẽ khá lợi hại đây. Hai Templar đã đi đến nơi. Marine Steam đứng khá là trụ vào nhau. Con... hai Templar cứ thế mà xét. Hai Templar. Storm. Storm rất mạnh. Toàn bộ bio ở giữa đã bị tiêu diệt. Vâng. Và sẽ có một đợt counter attack từ phía Terran. Chúng ta bằng 4 Medivac full Marine Raider này. Liệu có đủ hay không? Hiện giờ đang có tới 10 con DT quay về phòng thủ. Liệu lần này Sai có tỉnh táo hơn hay không để scan? Bây giờ anh ấy đang phải multitasking rất nhiều. Liệu anh ấy có kịp nhìn thấy đống DT này mà scan? Vâng. Scan lên thôi. Scan đâu? Scan, vâng, scan rồi. Vâng, DT mà bị scan thì bị luộc rất nhanh. Vâng, hiện nay quân phòng thủ ở nhà của Terran đang rất là nhiều rồi. Có lẽ là sẽ đẹp được. Nhưng mà vẫn còn hai Templar đó. Vâng, thêm tại DT nữa. 8 con DT nữa. Vâng, lần này thì thêm scan vâng, nhưng có lẽ không đủ rồi. Good game. Vâng. Ở nhà mình thì quân đội của mình cũng Sai cũng đã bị tiêu diệt hết rồi. Game đầu tiên, người giành phần thắng là Berserker.